Chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều thứ ba ngày 16 tháng 7. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Thành phố Thủ Đức lấy ý kiến người dân về dự án đường vành đai 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 vào ngày mai. Nổ lớn tại quán ăn sắp khai trường, nhiều người bị thương ông trump xuất hiện trước công chúng sau vụ ám sát hụt Thưa quý vị, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án vành đai 2 trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1. Đoạn đường này dài gần 3,6 km với diện tích thu hồi đất khoảng 47 ha, trong đó gần 900 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ở nhiều phường bị ảnh hưởng. Dự án đường dành D2 thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài 64 km. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 14 km chưa được khép kín. Các hộ dân nêu nhiều ý kiến về vấn đề bồi thường cần sớm xem xét hỗ trợ đảm bảo an sinh sau khi đền bù giải tỏa cho người dân, nhất là người có thu nhập thấp. Liệu cái việc học của con tôi có gián đoạn hay không? Tôi có được quyền chọn lựa ở nền tái định cư hoặc là khu dân cư để phù hợp với việc học của các con hay không? về giá bồi thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Mai Hữu Quyết chia sẻ sẽ áp dụng luật đất đai 2024 có hiệu lực từ đầu tháng 8 tới đây và nghị định 88 2024 về bồi thường hỗ trợ tái định cư vừa được ban hành. Cái giá thì sẽ cố gắng tối đa theo với tiệm cận theo giá thị trường thông qua vấn đề khảo sát giá và cái giá này chúng tôi sẽ công khai khi mà phê duyệt. Thành phố Thủ Đức cũng chuẩn bị công tác tái định cư Thống kê ban đầu thì cần 500 nền đất và 200 căn hộ tái định cư phục vụ dự án dành đai 2 trên địa bàn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các quận huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường kiểm tra đánh giá công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phòng y tế và trung tâm y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác an toàn tiêm chủng trên địa bàn và báo cáo tiến độ kiểm tra bằng văn bản về Sở Y tế định kỳ mỗi tháng. Theo Sở Y tế, 6 tháng đầu năm 2024, các địa phương chỉ mới kiểm tra đánh giá công tác tiêm chủng được 160 trên 682 cơ sở, đạt 23,5%. Trong đó, 17 trên 22 quận huyện đã triển khai đánh giá, 4 quận huyện đã đánh giá trên 50% là Bình Chánh, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Giáp. Còn 4 quận huyện chưa kiểm tra là quận 6, quận 11, quận Bình Tân và huyện Nhà Bè. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của 63 tỉnh thành sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày mai 17 tháng 7. Ngay sau khi có điểm tốt nghiệp từ ngày 18 tháng 7 năm 2024, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Sau đây là cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 mà thí sinh và phụ huynh cần biết. Từ 8 giờ sáng mai, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp một cách chính xác và nhanh chóng tại website Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 1: thí sinh truy cập vào đường link thí sinh chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông edu vn bước 2, thí sinh đăng nhập bằng số căn cứ công dân chứng minh nhân dân định danh công dân và mật khẩu để đăng nhập là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì thí sinh dùng mật khẩu đã thay đổi bước 3, chọn tra cứu điểm ngoài ra thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi hoặc truy cập trang web của các cơ quan báo chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp dữ liệu. Chậm nhất ngày 19 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cập nhật vào hệ thống quản lý thi, gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước ngày 23 tháng 7, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhận học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan. Chậm nhất ngày 23 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm năm 2024. Các thí sinh lưu ý, dù đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, nhưng thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn tất việc xét tuyển và được công nhận trúng tuyển đại học chính thức. Nhìn chung, so với năm 2023, điểm chuẩn xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 của nhiều trường đại học không có nhiều biến động. Trong đó phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có sự tăng nhẹ. À, đối với phương thức xét học bạ thì nếu mà tính theo thang điểm 10 thì đối với ngành y khoa là cao nhất là 8.3. Còn đối với phương thức xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì điểm xét tuyển từ 550 cho đến 650. những ngành mà các bạn đã trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm này, nếu những ngành đó mà các bạn đã thấy rằng là mình à, theo đúng đam mê, nguyện vọng và mục tiêu nghề nghiệp của mình rồi thì các bạn sử dụng những cái phương thức này các bạn đặt là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đến khi nào hết những nguyện vọng của các bạn thì thôi. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của bộ, không giới hạn số lượng nguyện vọng và được điều chỉnh không giới hạn số lần. Áp thấp nhiệt đới dù đã suy yếu khi vào đất liền nhưng vẫn khiến nhiều nơi trên cả nước chìm trong mưa lớn, có nơi mưa rất to kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 16 tháng 7 và những ngày tới, thời tiết cả nước chủ đạo là mưa, khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều qua 15 tháng 7 đến chiều mai 17 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ hứng chịu mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, đặc biệt có nơi trên 200 mm. Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra khiến mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng dâng cao, gây nguy cơ lũ lụt. Tây Nguyên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dây mưa to đến rất to, lượng mưa từ 40-80mm, đến 80mm, có nơi trên 150mm, tập trung vào chiều và đêm. Nam Bộ tuy có mưa rào và dông, nhưng cường độ nhẹ hơn, chủ yếu tập trung vào chiều tối. Dùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 89, biển động. Dùng vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Ngay sau đây trong chương trình, nỗ lực phổ biến xe đạp chạy bằng hydro ở Brazil. Đưa rùa hiếm 170 kg về đại dương. Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 7 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau vụ ông bị bắn tại buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania. Ông Trump xuất hiện tại trung tâm hội nghị quốc gia của đảng Cộng Hòa tại bang Milwaukee, Mỹ, với tay phải của ông được dán miếng gạc y tế lớn. Đây là vết thương khi vụ nổ súng tại Pennsylvania diễn ra và ông Trump nói đạn đã sượt qua tay ông Đám đông có mặt tại đây chúc mừng ông nồng nhiệt và hô gian các khẩu hiệu tranh cử của ông Trump. Đám đông còn giơ tay nắm đấm lên cao và hô chiến đấu giống như hành động của ông trước khi rời khỏi sân khấu trong vụ ám sát hồn tại Pennsylvania. Tại đây, ông Trump cũng công bố liên danh tranh cử cùng với mình trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông đã chọn ông J.D. Vance, thượng nghị sĩ bang Ohio, một trong những người từng chỉ trích ông gây gắt nhất ra tranh cử cùng với ông. Hydro xanh là giải pháp tiềm năng để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu. Các nhà khoa học tại Brazil đã hợp tác với Đức mở một nhà máy thí điểm hydro xanh và đang tìm cách đưa xe đạp chạy bằng nhiên liệu hydro trở thành loại phương tiện giao thông phổ biến tại nước này. Dự án Hydro xanh được thí điểm tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro trong năm 2023. Các nhà khoa học thử nghiệm 4 chiếc xe đạp gắn động cơ hydro trên xe có một bình hydro 2 lít đủ để xe chạy khoảng 150 km, xa gấp 10 lần so với xe đạp điện dùng pin lithium. Quá trình sản xuất xe đạp không thải ra nhiều CO2. Ngoài ra, xe đạp dùng động cơ hydro không yêu cầu phải xử lý phức tạp như pin xe điện khi hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, điểm bất lợi của nhiên liệu hydro là phải lưu trữ và nạp tại nhà máy hay trạm chuyên dụng, trong khi pin lithium có thể sạc được tại nhà chúng tôi muốn đơn giản hóa công nghệ, đang tìm cách tạo ra các bình nhiên liệu hydro thay thế. Chủ xe đơn giản chỉ là đổi bình nhiên liệu khác. Hydro xanh có thể được sản xuất bằng năng lượng mặt trời như tại nhà máy của đại học Rio de Janeiro hoặc bằng tuabin điện gió. Quá trình này sẽ điện phân nước để tạo ra hydro, không thải ra CO2 gây hiệu ứng nhà kính làm nóng hành tinh. Sóng nhiệt tiếp tục bao trùm nước Mỹ. Để bảo vệ người dân giữa thời tiết nắng nóng hiện nay, chính quyền bang Nevada của Mỹ mới đây đã triển khai một phương pháp mới nhằm cấp cứu cho người bị sốc nhiệt. Theo lực lượng cứu hộ, phương pháp mới sử dụng các polar pod, còn được gọi là các túi làm mát để nhanh chóng hạ thân nhiệt cho người bị sốc nhiệt nặng. Người dân sẽ nằm bên trong túi, sau đó lực lượng cứu hộ sẽ cho nước đá hoặc nước lạnh vào để chườm mát. Hiện các túi làm mát PolarPod đã được thử nghiệm tại sở cứu hỏa thành phố Henderson thuộc bang Nevada trước khi triển khai rộng rãi trên toàn bang. Với các túi PolarPod, chúng tôi có thể gia tăng đáng kể cơ hội sống sót cho người bị sốc nhiệt. Đây cũng là một phương pháp cấp cứu có chi phí thấp và dễ áp dụng. Trong những ngày qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại bang Nevada thường xuyên duy trì trên 46 độ C, có lúc lên đến 49 độ C. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, các bang miền Tây và Trung Tây nước Mỹ đã ghi nhận ít nhất 28 trường hợp tử vong do sốc nhiệt. Người dân ở bang Florida, Mỹ mới đây vừa tiễn một con rùa quảng đồng 170 kg quay về đại Tây Dương. Đây là loài rùa rất hiếm được liệt kê trong phụ lục 1 theo công ước cấm buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, công ước các loài di cư và sách đỏ Việt Nam. Rùa Bappa được nhóm nghiên cứu sinh vật dưới nước tìm thấy ở hạt Lucy vào ngày 10 tháng 4, lúc nó bị thương ở hai chân. Các chuyên gia ước tính Bappa năm nay 60 đến 75 tuổi và vết thương là do động vật săn mồi tấn công. Ngoài ra, nó còn bị thiếu máu do đĩa biển bám vào thân. Bappa được đưa về chăm sóc tại vườn thú Brevard. Nó là con rùa quảng đồng lớn nhất và là con đực đầu tiên được trung tâm nhận chăm sóc. Bappa được rửa vết thương thường xuyên, cho dùng kháng sinh và trị liệu bằng tia laser lạnh nhân viên ở đây còn tắm nước ngọt cho nó để loại bỏ đĩa. Sau 3 tháng được chăm sóc, bắp ba đã đủ sức khỏe để quay về đại dương. Tiếp theo trong bản an ninh trật tự, xét xử vụ án buôn lậu 6 tấn vàng trị giá hơn 8.400 tỷ đồng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt tiền và đình chỉ biểu diễn 9 tháng. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra nổ lớn tại một quán lẩu sắp khai trương khiến 8 người bị thương. Người dân cho biết cách 500m vẫn có thể cảm nhận rung chấn. Vụ nổ xảy ra tại một quán lẩu nướng đang sửa chữa trong tòa nhà The City Light cao 18 tầng, nằm tại ngã tư Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên. Lúc xảy ra vụ việc có chủ quán và một nhóm thợ. Tại hiện trường, toàn bộ kính mặt trước của 3 tầng bị thổi bay hơn 35m, văng sang bên kia đường. Mặt trước ngôi nhà, bàn ghế, xe máy nằm ngỗ ngang. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ nổ được cho là rò rỉ khí ga trong khu vực thi công. Hậu quả, 8 nạn nhân, gồm 6 người Việt Nam, 2 người Hàn Quốc, bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, nạn nhân bỏng nặng đang được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội. Điều tra ban đầu cho thấy, 10 phút trước khi xảy ra vụ nổ, nhân viên phòng khám nhà khoa bên cạnh phát hiện mùi khí ga đã cảnh báo cho nhóm thợ, nhưng họ không nghe. Đến khi sửa chữa, khí ga phát nổ gây thương tích cho nhiều người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố và làm rõ vụ việc. Sáng 16 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng trị giá 8.500 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là chủ mưu cùng 23 bị cáo khác bị truy tố về tội buôn lậu. Bị cáo Phụng móc nối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giao, sinh sống tại khu vực cửa khẩu Tràng Riệt, tỉnh Tây Ninh, để tổ chức dẫn chuyển vàng theo cáo trạng, nhóm đối tượng này thiết lập hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam bằng thủ đoạn giấu vàng dưới gầm xe ba gác chở nước đá qua cửa khẩu Tràng Riệt, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính. Đường dây của Minh Phụng có 22 người, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi trị giá hơn 6.600 tỷ đồng trong thời gian từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9 năm 2022, thu lợi bất chính 17,6 tỷ đồng. Đường dây của Ngọc Giao có 7 người, buôn lậu 1.320 kg vàng thổi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, hưởng lợi hơn 6.886 tỷ đồng. Tòa sẽ xét xử vụ án đến ngày 18 tháng 7 năm 2024. Ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc chú rể đánh tài xế xe ben xảy ra trên địa bàn phường Tân An. Sau khi lấy lời khai của chú rể, Công an phường Tân An đã chuyển hồ sơ để Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý điều tra làm rõ vụ việc. Chiều 15 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã dừng lại hiện trường để xác định lỗi ban đầu Trước đó, sáng ngày 13 tháng 7, trên địa bàn phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ va chạm giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và ô tô đang trên đường đi rước dâu. Theo clip người dân cung cấp, sau va chạm, chú rể đấm đá vào dùng đầu tài xế xe ben. Khi tài xế xe ben dùng ra được và bỏ chạy, chú rể cùng một số người khác dẫn đuổi theo. Một lúc sau, nhiều người tìm cách can ngăn, hai bên rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, công an xác định chú rể liên quan vụ việc, ngụ ở xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, Tài xế xe bên là người ngủ ở xã Ea 3 huyện Buôn Đôn. Một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô giao dịch trên 10 tỷ đồng một tháng vừa bị công an Hà Tĩnh triệt phá. Tám nghi phạm liên quan bị bắt giữ để điều tra. Đường dây này có mạng lưới chân rết rộng khắp. Công an Hà Tĩnh phải huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ tám nghi phạm. Theo hồ sơ vụ án, thời gian qua, lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận, 34 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi cầm đầu, tổ chức cho nhiều nghi phạm tham gia thông qua website cá cược bóng đá bóng 88. Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua. Đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro và Copa America, các nghi phạm liên tục di chuyển chỗ ở để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Bước đầu, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý và khoảng 70 tài khoản con bạc, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng giao dịch trên 10 tỷ đồng. Trốn lệnh truy nã sau khi giết 3 người ở Bình Định, 46 năm sau, đối tượng Nguyễn Trọng Cầm không ngờ rằng có ngày y xa lưỡi pháp luật. Sau hàng chục năm truy lùng, Công an tỉnh Bình Định đã bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này ở Hậu Giang. Theo hồ sơ vụ án năm 1978, cầm cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người cướp tài sản rúng động tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, khiến cả ba người trong cùng một gia đình tử vong. Sau khi gây án, cầm cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình lẫn trốn ở nhiều nơi. Sau 46 năm kiên trì xác minh qua các nguồn tin do trinh sát thu thập, Công an Bình Định phát hiện tại tỉnh Hậu Giang có người đàn ông hành nghề thầy thuốc có đặc điểm giống với cầm. Một tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng vào Hậu Giang, phối hợp với Công an địa phương tiến hành khoanh vùng truy vết và truy bắt thành công đối tượng. Thời điểm bị các trinh sát bắt giữ cầm đã 69 tuổi, nhưng đã đổi tên thành Nguyễn Văn Công, 81 tuổi, ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mức phạt 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu lạ khi biểu diễn. Nam ca sĩ cũng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng. Quyết định nêu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 diễn ra ngày 4 tháng 5 vừa qua tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trang phục gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả là vi phạm theo kết luận của hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhận định những huy hiệu này là không phù hợp với nội dung chương trình, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và tạo nên dư luận xấu, nhất là trong dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tiếp theo là những thông tin thể thao và cập nhật giờ chót. Dominic Thiem bất ngờ bị loại ngay ở vòng 1 giải Thụy Sĩ mở rộng và đợt mưa lớn làm ít nhất 40 người thiệt mạng ở Afghanistan. 16 tháng 7, các quan chức Taliban cho biết mưa lớn ở miền đông Afghanistan đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và gần 350 người khác bị thương. Bộ Y tế công cộng Afghanistan xác nhận 40 người thiệt mạng trong cơn bão ngày 15 tháng 7, 347 người bị thương từ thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar và các khu vực lân cận đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhà chức trách địa phương cho biết khoảng 400 ngôi nhà và 60 cột điện đã bị phá hủy trên toàn tỉnh Nangarhar. Điện đã bị cắt ở nhiều khu vực và hệ thống thông tin liên lạc ở thành phố Jalalabad bị hạn chế, thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, hồi tháng 5, những trận mưa đặc biệt lớn đã làm thiệt mạng hơn 300 người và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, chủ yếu ở tỉnh Bạc Lăng, phía bắc Afghanistan. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 phút, những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.